Kinh Đại Phương Đản Đại Tập quyển 33. Hán dịch Đời Tùy Tam Tạng Pháp Sư Na Liên Đề Gia Xá Người Thiên Trúc. Phẩm 13, Nhật Mật, phần 4, phân biệt 2. Bấy giờ, Tôn giả Kiều Trần Như bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là Đà La Ni Liên Hoa? Theo Bồ Tát Nhật Mật nói, người trí thọ trì độc tụng biên chép Đà La Ni đó sẽ được lợi ích lớn, không thích ba cõi, đạt giải thoát vô tướng, đoạn trừ phiền não, còn 7 lần thọ thân nơi cõi người trời, tuy ở cõi dục nhưng không bị ô nhiễm, được trời người cung kính. Phật nói Kiều Trần Như, Đà La Ni Liên Hoa ngoài tầm hiểu biết của thanh văn duyên giác, Đà La Ni này là hạnh 18 pháp bất cộng. Kiều Trần Như, dù trải qua vô số kiếp đã giảng giải, ta vẫn không thể nói hết, còn làm cho người nghe mê hoặc. Đà La Ni này chỉ Phật giảng nghe. Vì sao? Vì Đà La Ni này khó biết, khó hiểu. Ba Đà La Ni kia cũng vậy. Thế Tôn xin giảng về Đà La Ni như không, không hành. Kiều Trần Như, hãy lắng nghe, Như Lai sẽ giảng. Kiều Trần Như, chúng sinh vì buông lung nên khởi tâm tham tiếp xúc, không biết giải thoát, vô số kiếp trôi lăn trong sinh tử, chịu khổ não trong ba đường ác. Bồ Tát thấy vậy, khởi tâm thương xót, siêng năng tu tập đạo Pháp, thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng, giảng về khổ, giải thoát khổ. Nhờ nghe Pháp, chúng sinh thoát khổ. Giải thoát khổ, đạt 4 quả sa môn. Kiều Trần Như, xúc dục, hai thân giao hợp, vì giao hợp nên tiếp xúc. Có tiếp xúc có hoang lạc dẫn đến khổ, và từ đó có khổ của sinh tử. Kiều Trần Như, như bốn con rắn độc cùng dùng bốn cách hại chúng sinh, thấy cắn phun khí độc, chạm. Dục cũng vậy, có bốn duyên, thấy, nghe, nghĩ, tiếp xúc. Vì bốn duyên đó làm cho chúng sinh xa lìa tất cả pháp lành, chịu khổ trong sinh tử. Kiều Trần Như, giải thoát dục, tỳ kheo quán xương trắng, tự nghĩ, sắc do bốn đại tạo nên, thuộc tánh vô thường, không bền. Khi tan rã chỉ còn là da thịt, máu xương, người trí làm sao lại yêu thích thân đó, nhờ thế tỳ kheo làm thanh tịnh hình sắc, hiểu rõ tướng nhàm chán. Lại nghĩ, từ sắc tướng này ta siêng năng tu tập, sẽ đoạn trừ mọi phiền não, sinh già bệnh chết. Đó là Samatha. Nếu quán xương từ thân đến đầu là Tibhasana, đã đạt được Tibhasana và Samatha, tỳ kheo quán hơi thở ra vào, quán hơi thở ra từ đâu đến và đi về đâu. Nhờ quán như vậy nên không chấp tướng thân, thấy tướng không đối với thân, tức là nội không, không thấy sắc tướng bên ngoài, tức là ngoại không. Lại nghĩ, nhờ quán hơi thở, ta không còn thấy tướng trong ngoài, biết các pháp không đến đi, trừ mọi giác quan. Lại quán thức, biết nhân duyên của giác quán, xa lìa hành của tâm ý thức. Vì sao? Có sinh ác có diệt. Tỳ kheo quán như vậy nên đạt 4 quả sa môn, hoặc đạt nhẫn như pháp, hoặc đạt bồ đề. Giác quán, quán là tướng diệt sẽ đạt diệt định, đó là Đà La Ni như không khác phàm phu. Đà La Ni này thành tựu vô lượng công đức, đoạn trừ vô lượng khổ. Lúc Phật giảng pháp này, có 9 vạn 2.000 chúng sinh đạt quả Tu Đà Hoàng, 6 vạn chúng sinh đạt quả A La Hán, 9 vạn 9.000 chúng sinh đạt Đà La Ni này, 8 vạn chúng sinh đạt quả Bích Chi Phật, 8.000 ức chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng, vô lượng chúng sinh đạt tâm không thoái chuyển. Kiều Trần Như lại bạch Phật: Thế Tôn, xin Phật giảng thuyết Đà La Ni vô nguyện của Đức Phật Cao Quý Đức Vương. Phật nói, Kiều Trần Như, hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng. Kiều Trần Như, chúng sinh vì tham dục kết hợp với trói buộc không biết giải thoát, nên tu tập quán giải thoát vô nguyện. Tự nghĩ tất cả các dục của ba cõi đều do các hành, giác quán sinh khởi, các hành không có người tạo, nhận có từ gió. Hành nghiệp nơi thân khẩu của ta cũng vậy. Từ gió có sự phát triển của thân khẩu, đó chính là hơi thở ra vào. Xét kỹ toàn thân đều do gió sinh, lạc vật cấu ế, xác chết, xác thân không còn hơi thở ra vào. Hành nghiệp của thân khẩu là do gió, nếu không có gió thì không có nghiệp thân khẩu. Quả như vậy, chúng sinh đạt tam muội không, sẽ đang tu tập đoạn hết tham dục, đạt 4 quả sa môn, phát tâm bồ đề vô thượng. Nghe vậy, Bồ Tát Thiện Ý giác quán bạch Phật: Thế Tôn, thanh văn quán tứ bất tịnh gồm những công, những tướng gì? Thiện Nam, vì trừ tham dục nên tu quán bất tịnh, buộc tâm ở giữa chân mày, quán xương của thân mình, quán thân mình, thân người, quán tất cả đều là bất tịnh.
quán khổ tập đều hết, tức là Samatha, đạt tướng pháp noãn, quán xương trắng đạt trí như ngọn đèn, quán bốn hạnh của thân cho đến vô số hạnh, đạt pháp định, quán bốn chân đế, đó là quán bất tịnh của thanh văn, thành tựu định Samatha, quán tướng xương trắng, đạt tám chánh đạo, chứng đắc bốn quả sa môn. Thị nam, hàng thanh văn ở cõi Phật quang minh quán pháp, ấy nên đạt quả đạo. Lúc giảng pháp này, có vô số chúng sinh đạt như pháp nhẫn, vô lượng chúng sinh đạt như thật nhẫn. Đức Phật lại nói, Kiều Trần Như, nếu từ một niệm chứng đạt bốn chân đế, Như Lai sẽ giảng một hạnh, một pháp, một việc cho tất cả chúng sinh. Nếu một người có thể chứng đạt thì tất cả chúng sinh đều chứng. Vì sao? Vì phiền não giống nhau, không thể có sự khác biệt trong tám vạn pháp. Vì thế, Kiều Trần Như nên dùng mọi cách để điều phục chúng sinh, không phải là một. Kiều Trần Như, tất cả chúng sinh không phải là một thừa, một hạnh, một tâm tham, một niệm, một dục, một giải, một tính. Vì thế, Như Lai giảng vô số pháp môn do Như Lai đã đạt trọn vẹn 10 lực. Kiều Trần Như, tất cả chúng sinh đều đủ tướng phiền não. Để làm thanh tịnh phiền não, Như Lai giảng nói vô tướng, vô thường, khổ, vô ngã, phình trương, rã thối, hư hoại, tan biến. Thế Tôn, vì sao thế gian không vui, bất tịnh? Phật nói, Kiều Trần Như, không nên hỏi việc đó. Vì sao? Vì sự đạt đạo của các cõi khác nhau. Nếu ta nói rõ, chúng sinh sẽ bị mê hoặc. Thế Tôn, xin thương xót các Bồ Tát đủ sức tinh hiểu và giảng giải cho. Thế Tôn, nếu nghe được hai tướng đó, chúng sinh sẽ gieo hạt giống lành, nuôi lớn căn lành, trừ vô minh. Thế Tôn, chúng sinh vì si ái, tham sinh tử nên mãi chịu luân hồi. Thế Tôn, chúng sinh vì ăn mà tăng lòng tham dục, chúng sinh chưa từng nghe hai tướng đó, nên trôi lăn trong năm đường, chịu nhiều khổ não. Như Lai là đấng đại từ bi, thương yêu chúng sinh, suốt vô số kiếp luôn nghĩ đến muôn loài. Kính xin Như Lai giảng rõ về tưởng không vui và thức ăn bất tịnh. Nhờ nghe Phật dạy, chúng sinh lìa bỏ tham dục, không tham ăn. Thế Tôn, chúng sinh đều biết chê trách tâm tham dục, tham ăn sẽ nhanh đạt giải thoát. Phật nói, Kiều Trần Như, hãy lắng lòng nghe, ta sẽ giảng rõ. Kiều Trần Như, thế gian có hai, chúng sinh và khí. Thế gian của chúng sinh trong năm đường. Khí thế gian, 20 xứ nơi cõi dục, 16 xứ nơi cõi sắc, 4 xứ nơi cõi vô sắc, 20 xứ nơi cõi dục, 8 địa ngục lớn. Mỗi địa ngục có 16 lớp vây quanh, 8 địa ngục, đẳng hoạt, hắc thần, chúng hợp, khiếu hoán, đại hoán, nhiệt, đại nhiệt, a tỳ. Chúng sinh tạo ba nghiệp ác sẽ bị đọa vào địa ngục đó, chịu nhiều khổ não. Lúc ấy dù thấy sắc đẹp, chúng sinh vẫn không ưa thích, nên càng đau khổ, giới thanh hương vị xúc cũng vậy. Người trí quán việc đó không ham thích. Kiều Trần Như lại quán loài vật, thân nhỏ bé, thân to lớn, một do tuần, trăm ngàn vạn do tuần. Có loài sống khoảng từ 1 đến 7 niệm, có loài sống từ 1 kiếp đến ngàn vạn kiếp. Loài vật không hành pháp, không có trí tuệ, không biết xấu hổ, không biết thương yêu, chịu nhiều khổ não, lo sợ, giết hại lẫn nhau, không tạo nghiệp lành, tạo nghiệp tà dại ngu si. Vì thế người trí tu quán tưởng không vui. Kiều Trần Như lại quán loài quỷ đói, có loài dài bằng một thước, loài lớn như người, loài to bằng núi tuyết, dài cả trăm do tuần, chúng sinh ấy mãi phải chịu đói khát, thân không y phục, không xấu hổ, gầy gò, khô cằn, không máu thịt, luôn độc ác. Không biết thương yêu, không được uống nước thường, mà ăn uống toàn là sắc nóng, trái nóng, cọ nóng, chịu gió nóng, bức thân, ngàn vạn kiếp luôn chịu khổ não ấy. Vì thế người trí tu quán không vui. Kiều Trần Như là quán thân người chịu đủ khổ não, sinh già, bệnh, chết, thương yêu phải biệt ly, quá ghét phải gặp nhau, cầu mong không được toại nguyện, đói khát khốn cùng, tham sân si, ganh ghét lạnh nóng, gặp thú dữ, vua dữ. Vì thế người trí tu quán không vui. Kiều Trần Như là quán về tướng không vui của chư thiên nơi cõi dục. Chúng sinh ở sáu xứ ấy đều luôn bị thiêu đốt trong ái dục, chịu quả báo khác nhau nên khổ. Các khổ, vô thường, chấp đoạn, tận, xa lìa, người thương xót. Vì thế người trí tu quán không vui. Là quán về 16 xứ trong cõi sắc. Ở đó tu thiền định thế gian còn lậu hoặc, không tịch tỉnh, còn tham muốn, còn hơn thua, ít pháp lành, chưa giải thoát, không đoạn hết nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nên còn khổ não. Vì thế người trí tu quán không vui. Là quán chúng sinh ở cõi sắc tu định vô lậu, nhưng không thể hành đầy đủ tám chánh đạo, còn mong trọn vẹn là không có phương tiện, thời cơ khi đạt địa vô học, nhưng không tự tại, chưa đạt tam muội của bậc duyên giác,
Như Lai không quán cảnh giới của chúng sinh nên còn đau khổ. Chúng sinh cõi sắc nếu nhập Niết Bàn sẽ còn chịu khổ như vậy. Vì thế người trí tu quán không vui. Lại quán về cõi vô sắc, chúng sinh tu tập tam muội hữu lậu chưa đạt tự tại, chưa đạt tại trong hữu học, không chứng chánh pháp của thanh văn, chưa đoạn hết các thọ, sau khi bỏ thân lại chấp tà, không đoạn hết ba nhân đường ác nên còn đau khổ. Vì thế người trí tu quán không vui. Kiều Trần Như, thế gian là hành, hành có ba, thân miệng ý. Hành của thân là hơi thở ra vào, hành của miệng là giác quán, hành của ý là tưởng thọ. Tướng của ba loại hành này là một, người trí làm sao phân biệt? Quán hơi thở ra vào lạnh nóng trên toàn thân, biết hơi thở trước không nay có, nên là vô thường, không bền như ánh chớp, như hình vẽ trong nước. Lại quán nhân duyên của tướng ấy là giác quán, tánh giác của quán vốn không nay có, nên là vô thường, là pháp có thể đoạn được, giải thoát được. Là quán tướng giác quán có từ tâm, tâm vốn không nay có, là vô thường, có thể hủy hoại, không nương tựa, không có ngã, sở hữu ngã. Do vậy Bồ Tát thấy hối hận về các hành tu quán không vui. Tỳ kheo, các ông nếu quán kỹ về các hành sẽ vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não, thanh tịnh chánh kiến, đoạn pháp sinh tử, thành tựu chánh đạo, đạt bốn quả sa môn. Kiều Trần Như, người trí quán các hành như thế tu tập tưởng không vui. Kiều Trần Như, tỳ kheo quán về y phục như thế nào? Quán khi các mây mặc cởi y phục như máu soi lên da hôi thối, côn trùng bu bám, như thế sẽ đoạn tâm tham dục. Do vậy người trí tu quán không vui. Kiều Trần Như, về thức ăn tỳ kheo cũng quán như thế. Khi ăn, tỳ kheo thấy như côn trùng ăn xác chết, quán bột như xương nghiền nát, cái thứ nước ăn chấm như nước bẩn, bánh như da người, tích trượng như xương người, sữa bơ như máu đặc, rau như lông tóc, các loại nước uống như máu tươi. Như vậy tỳ kheo sẽ không khởi tâm tham ăn. Về phòng nhà, khi vào phòng nhà tỳ kheo quán như vào địa ngục chịu khổ. Nhà cửa ấy là sự kết hợp của các thứ gỗ xương, gỗ như xương người, đất như thịt người, giường nệm chăn gối đều như thế. Quá như vậy nên biết thế gian không vui, đạt pháp nhẫn như thật hoặc nhẫn không vô tướng chưa nguyện. Nếu quán không, sẽ thấy tất cả các pháp đều ở trong sự sinh diệt, khổ không, vô ngã. Quán ấm nhập giới, 12 nhân duyên, biết tánh của pháp là khổ không, không ngã, đạt bốn quả sa môn. Kiều Trần Như, quán thế gian không vui là đoạn dục ba và các phiền não khác, đạt quả vị vô học, đạt Đà La Ni vô nguyện. Kiều Trần Như, Đà La Ni này phá trừ tất cả ma ác, làm tăng trưởng tam bảo. Lúc Phật giảng pháp này, có vô số chúng sinh đạt pháp nhẫn tịnh, vô số chúng sinh đoạn hết lậu hoặc. 8 nay do tha chúng sinh đạt Đà La Ni vô nguyện, vô số chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng. 8 vạn 8 ngàn chúng sinh không thoát tâm Bồ Đề, vô số chúng sinh đạt nhẫn như pháp, vô số chúng sinh bạch Phật. Thế Tôn, chúng sinh được nghe pháp này, làm sao lại không phát tâm Bồ Đề vô thượng? Chúng con xin nghe, nhận và hết lòng hộ trì pháp này. Phật nói, hay thay, các đàn diệt, hôm nay hộ đại pháp, đời sau sẽ đạt vô số phước đức. Tôn giả sẽ là Phật bạch Phật. Thế Tôn, xin nói về Đà La Ni của Đức Phật Đức Hoa Mật mà Đại Bồ Tát Hư Không Mật mang đến. Phật nói, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ giảng nói. Xá lợi Phật, chúng sinh cỡ này thật không có ngã, nhưng điên đảo chấp có ngã. Người trí quán biết không ngã, đoạn trừ điên đảo. Xá lợi Phật, người trí quán vô ngã như thế nào? Quán thân không ngã. Vì sao? Vì là sự hòa hợp. Quán mắt không ngã. Vì sao? Vì bốn đại hợp thành. Mắt nháy là do sức gió, gió chuyển xoay trong hư không. Tánh của hư không lại không sở hữu, không thể nói nên là không ngã. Gió trong hư không cũng không ngã, với đất nước lửa cũng quán như vậy. Nếu nói mắt là nhân duyên của sắc nên có ngã là sai. Vì sao? Vì trong mắt không ngã, sắc cũng thế. Do hòa hợp nên không ngã. Từ hòa hợp có nhãn thức, nhưng trong thức cũng không có ngã. Từ thức sinh danh sắc sinh lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh già chết. Nhãn thức sinh ra các pháp đó, nhưng là không do đâu có. Nếu từ một niệm thì niệm ấy cũng diệt. Nhãn thức không trụ trong hai niệm, không thể nói niệm trụ, ngã diệt, mà pháp diệt ấy cũng không có nơi chốn.
Vì vậy, các pháp đủ chuyên thì sinh, thiếu chuyên là diệt. Và như thế không có ngã, không thọ nhận, không có sở hữu của ngã. Tánh của mắt không ngã, ngã sở, không hợp tan là sinh diệt. Tất cả các pháp đều thế. Tánh pháp không lấy bỏ, không do Phật thanh văn chuyên giác tạo nên. Quán như thế, đặt tam muội không, chứ đắc bốn quả sa môn. Mắt đã dạy, mũi, lưỡi, thân, tai đều thế. Do các duyên hòa hợp gọi là thân, từ đó có thân thức. Thức tạo nên danh sắc, sinh và chết. Các pháp có từ thân thức lại không từ đâu đến. Niệm khởi thân thức cũng diệt, thân thức không trụ trong hai niệm, tất cả đều không có ngã. Do nhân duyên sinh diệt, không tạo nhận, không sở hữu, tánh của thân không ngã, ngã sở, không hợp tan là sinh diệt. Các pháp như thế, tánh của pháp không lấy bỏ, không do Phật thanh văn chuyên giác tạo nên. Thân thức rỗng lặng, tất cả các pháp đều như thế. Quá như vậy, đạt tam muội không và bốn quả sa môn. Này, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tỳ kheo quán mắt, thân vô ngã sẽ đạt tam muội, được các hàng trời người cúng dường. Lúc giảng pháp này, có vô số chúng sinh diệt trừ nghiệp ác quá khứ, vô lượng chúng sinh đạt pháp nhãn tịnh, vô số chúng sinh đạt bốn quả sa môn, chánh dạng 4000 chúng sinh đạt đà la nay tịnh, vô lượng chúng sinh phát tâm bồ đề vô thượng, vô số chúng sinh kiên định tâm bồ đề vô lượng, chúng sinh đạt nhẫn như pháp, vô số chúng sinh đoạn dục ba cõi, vô lượng chúng sinh đạt đà la ni không, vô tướng, vô nguyện, vô số chúng sinh thành tựu quán bất tịnh, vô lượng chúng sinh thành tựu anapana samatha tibhasana, tánh địa pháp thanh văn bích chư Phật Bồ Tát. Người đó nghe pháp này chuyển thành thân nam, chúng sinh cõi dục hưởng an lạc như cõi thiền thứ ba, tất cả hàng trời người tám bội chúng đều cúng dường Phật, vui vẻ an trụ, vua Tần Bà Ta La bạch Phật. Thế Tôn, ở cõi này có vô số Bồ Tát thành tựu xuất thân vi diệu, sau này con chưa từng thấy. Thế Tôn, ánh sáng trên thân của các Bồ Tát soi rọi cả cõi Ta Bà, nếu các Bồ Tát gần đạt quả Bồ Đề vô thượng, ánh sáng sẽ ra sao? Đại Dương, Bồ Tát thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng, ánh sáng chiếu soi khắp cõi nước mười phương. Vì sao? Vì đã thành tựu trang nghiêm công đức lành, tăng trưởng căn lành, rốt ráo đạo Bồ Đề vô thượng, thành Phật, phân biệt dạng tuyết vô số pháp, tự tại thọ thân, đạt pháp thanh tịnh chân thật, tu tập giải thoát, đoạn hết nghiệp đời sau, trở về pháp Phật, chuyển xe pháp màu, tự tại trong các pháp, hiểu căn tánh của chúng sinh, đời tập khí phiền não, nên ánh sáng chiếu tỏa khắp mười phương. Đại Vương, tùy oai lực công đức Phật, thấy được chư Phật mười phương. Vua thưa Thế Tôn, con nay muốn được thấy chư Phật Bồ Tát thanh văn trong mười phương. Khi ấy Đức Phật bảo, Tôn giả Kiều Trần Như, nếu đệ tử thanh văn tại gia xuất gia của ta đều tư duy về pháp lành, ta sẽ nhập tam muội Như Lai. Thời người đạt nhẫn như thật, không thấy chuyện nơi ba thừa sẽ nhập định, chúng sinh tinh kính tam bảo cũng sẽ nhập định. Nói xong, Như Lai nhập tam muội tất cả cảnh giới chư Phật hành trí rộng lớn như hư không. Tất cả người trí đều hoan hỷ. Bồ Tát duyên giác thanh văn không thể biết được tam muội này. Lúc ấy trong ức cõi Ta Bà, núi Tu Di, mặt trăng, mặt trời, các cõi trời đều hiện trong thân Phật. Chúng sinh chịu khổ ba đơn ác ở thế giới Ta Bà đều thoát khổ. Vui mừng như tỳ kheo đạt thiền thứ ba. Các Bồ Tát đều xuất định, thấy hào quang Phật, ánh sáng của các vị đều biến mất. Thanh văn cùng vui mừng như người đạt thiền thứ ba. Tất cả chúng sinh đều thấy trên mỗi lỗ chân lông, nơi thân Phật phóng ra vô số ánh sáng như ánh sáng của vô số mặt trăng, mặt trời và Bồ Tát thập trụ. Ánh sáng đó soi sáng khắp mười phương, chư Phật mười phương đều bảo đại chúng. Các thị nam, các ông có thấy ánh sáng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Ánh sáng đó thành tựu vô lượng vô biên công đức, thương yêu mọi loài, hiện tướng thần thông. Chúng sinh thấy được sẽ phát tâm Bồ Đề vô thượng, chúng sinh đạt thần thông ở các cõi đều tập hợp về cõi Ta Bà. Chúng sinh không đạt thì hướng về là bái cúng dường. Khi ấy, chư Phật, Bồ Tát thanh văn khắp mười phương đều phân tập đông đủ về thế giới Ta Bà. Các Bồ Tát cúng dường, hoa hương, lộng phướng, châu báu, chúng sinh trong thân Phật đều thấy rõ, nên rất vui mừng. Chúng sinh cõi Ta Bà đều nói, nhờ nhân duyên lành này, nguyện đời sau, chúng ta sinh về một cõi, được thấy chư Phật mười phương, trừ nghiệp ba đường ác, thân, thấy thân thông này. Chúng sinh không phát tâm Bồ Đề vô thượng là kẻ sống trong tâm tối. Các Bồ Tát gì chúng sinh ấy mà chịu phiền nặng khổ não? Biến hiện thành Phật, Bích Chi Phật, Thanh Văn, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Na La Diên, Tự Tại Thiên, Rồng Quỷ, Atula, chuyển luân tùy thuận hóa độ. Nếu không là Bồ Tát từ thập trụ trở lên thì không thể biến hiện được như vậy. Vì thế, phát tâm Bồ Đề vô thượng thành tựu vô lượng công đức.
khi ấy chúng sinh trong thân Phật đều nói kệ. Chính vì tâm ác làm nhân duyên, rơi trong sinh tử già bệnh khổ, là không gần gũi tri thức thiện, thế nên không thể đến bờ giác. Nếu ai đoạn trừ các tâm ác và tất cả kiến chấp sai lệch, đoạn hết sinh tử trong ba cõi, người này sẽ đến bờ giác ngộ. Chúng sinh thật khó được thân người, lại khó được gặp tri thức thiện, khó khởi lòng tin vào Tam Bảo. Nghe được chánh pháp không phải dễ, người nào phát khởi tâm bồ đề sẽ đoạn trừ hết mọi phiền não, để còn giáng hóa vô số chốn thì hiện thần thông như Thế Tôn. Nếu ai dứt trừ hẳn hai chấp, tức hai biên kiến thường và đoạn, biết rõ các hình không có ngã, người ấy gọi là khéo tư duy quán biết khổ tập đế, đoạn trừ hết thảy mọi phiền não. Nếu ai phát khởi tâm bồ đề sẽ vượt tất cả người thế gian. Nói kệ xong, cho số chúng sinh phát tâm bồ đề vô thượng, tâm chuyên giác tâm thanh văn, đặt vô số đà la ni, hoặc đạt nhẫn như pháp, nhẫn bất thoái, nhẫn như thật, hoặc đạt bốn quả sa môn. Thế tất cả chúng sinh hiện trong thân Phật như vậy, mà ba tuần gào khóc đau đớn, tới lui, bước đầu, bóp trán, rất khổ não. Quyến thuộc của ma cũng thế. Ba tuần sầu khổ, không thọ, đại thần của ba tuần nói kệ. Có sao buồn khổ riêng mình chịu, tâm tánh mê loạn như kẻ điên. Vì nhân duyên gì mà như vậy, cuối sinh đại phương nói rõ cho. Ba tuần đáp. Ta thấy thần lực của Cù Đàm, chỉ thế buồn khổ như người điên, lo lắng buồn chồn chẳng an ổn, tất cả quyến thuộc đều như thế. Thấy vô số thân của Như Lai, bao hàm tất cả cõi ta bà, cõi nước của ta giờ trống rỗng, chỉ thế ta đây rất buồn khổ, tất cả thánh hiền ở mười phương đều tập hợp về cõi ta bà, tiết bày lễ lớn cúng dường Phật, vì thế ta đây rất buồn khổ. Nhìn thấy thần lực của Như Lai, lại thấy quyến thuộc quy y Phật, ta nay trơ trọi không thân thích, vì thế ta đây rất buồn khổ. Đại thần lại nói kệ, hiện nay tôi có nhiều đồ đệ, tâm tánh độc ác đủ khí giới, có thể tổn hại thân Như Lai, lại còn hủy hoại các thần lực. Ba tuần nói, quyến thuộc của ta rất sợ Phật, làm sao diệt trừ sức thần thông, nếu khởi tâm ác xâm hại Phật, năm giây tự nhiên dạt trói vào thân. Đại thần nói, nếu như kẻ địch có sức mạnh tác giả, ta giả gần gũi ắt dễ hại, nếu biết Cù Đàm có sức lớn, ta nên đối diện, ta nên giới hiện tâm thân thiết. Ba tuần nói, nếu ta giải hiện tâm thân thiết, để mong hủy hoại thân Cù Đàm, tự nhiên dưới cổ đeo xác chết là bị tất cả chúng sinh cười. Đại thần nói, tất cả cõi dục là cõi ma, hết thảy trời người thuộc Như Lai, đại vương gấp sai rồng chỗ ác, như thế hại được thân Cù Đàm. Ba tuần nói, nếu ông biết rồng có sức mạnh, hãy làm ta đây mất lòng tin, như thật hại được thân Cù Đàm. Ta về cõi mình, tâm an ổn. Đại thần liền bảo rồng ác, hãy vì ta mà hại Sa Môn Cù Đàm. Rồng ác định bay lên hư không, nhưng không thể bay được. Liền nói, tôi vâng mạng đại thần, nhưng chỉ vừa khởi tâm đã không thể bay được. Nghe vậy đại thần lo sợ nghĩ, nếu ta hiện uy lực của ma khi các rồng ác sinh tâm sân giận, do sân giận nên có thể hại được Cù Đàm, được thân Cù Đàm. Lúc này trong Long Cung hóa hiện đầy những xác chết, thấy vậy các rồng đều tức giận nghĩ, ai làm việc này, song chúng không thể biết được. Khi đó tất cả loài rồng trong bốn thiên hạ đều rời cung đến núi Khư La Đệ. Núi này bằng phẳng, rộng 4 vạn do tuần, là nơi ở của chư thánh tiên ngày xưa, đầy bảy báu, kể cả Long Dương Nan Đà. Bà Nan Đà cũng bỏ cung điện của mình để đến đây. Tất cả các rồng chúa và quyến thuộc như Long Dương đã bốn biển lớn, như các Y La Bạc, Thiện Trụ, Quỷ, Ana Bà Đạt Đà, Mục Chân Lân Đà, Đức Hải, Thủy Đức, Xá Đức, Lạc Đức, Aba Nala, Sơn Đức, Ngưu Đức, Y La Bạc Đà, Trường Tý, Trường Phát, Tịnh, Ca Yết La, Thủy Nhiêu, Hắc Phát, Kim Sắc, Xá Câu, Niệm Chi, Tượng, Lợi Nha, Hữu Hành, Nghi Giọng, Trường Diện, Sách Nhãn, Nhạo Kiến. Các Long Vương như thế là 8 dạng, cùng với quyến thuộc, cho đến các Long Dương hiện có đến 4 dạng 4000 quốc độ, đều đến núi Khư La Đệ. Cõi Uất Đơn Diệt phía Bắc có 2 rồng chúa, Vô Biên Kim Thân, cùng vô số quyến thuộc, 4 vạn 4000 Long Dương các cõi cùng đến núi này. Cõi Phất Đề Bà phía Đông có 2 rồng chúa là Vi Nguyệt, Bà Tư Sắc cùng 4 vạn 4000 rồng đều kéo đến núi này. Cõi Cù Gia Ni phía Tây
Có hai rồng Chúa là Bảo Phát, Quang Phát, cùng bốn dạng 4.000 rồng đến núi này. Lòng vườn tú sinh cùng khuyến thuộc cõi tứ thiên hạ cùng đến núi này. Loài rồng thân vốn bằng rễ cây thuốc bốn tấc, nhưng vì sân giận nên thân lớn như núi Tu Di, thấy dậy ba tuần bảo khuyến thuộc. Dưới oai lực của ta làm cho tất cả loài rồng đều bỏ cung điện ra đi, nhưng đến núi đó chúng sẽ mất hết uy lực, không thể hại Sa Môn Cù Đàm. Lúc đó đại thần Giới Thê lại tâu giới ba tuần đại dương, tất cả loài rồng đó đều muốn hại Đức Phật Thích Ca, không biết chúng hại như thế nào. Ba tuần đáp: ta cũng muốn biết việc ấy, ông hãy đến đó xem. Nghe vậy đại thần Giới Thê và quyến thuộc định đến núi Khư La Đệ. Lúc này Đức Phật xuất định hiện thơ như ngày thường, thế Như Lai đang ở nước Ma Dạ Đà. Đại thần ấy nghĩ Sa Môn Cù Đàm đã mất thần thông, hẳn là sợ ta rồi, có khởi tâm ác với ta không, ta nên đến bàn bạc với Cù Đàm. Sau đó đại thần cho quyến thuộc kéo đến chỗ Phật, chúng nói kệ: tự thân chưa việc biển sinh tử, làm sao độ thoát được mọi loài. Cù Đàm chớ có gạt chúng sinh, cho đã đạt đại niết bàn. Như Lai đáp: ta đã vượt qua biển sinh tử, vĩnh viễn thoát khỏi sinh cùng tử, vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, giờ lại báo trước việc niết bàn. Do lượng số kiếp thời quá khứ, ngươi đã phát tâm vô thượng giác, đã từng cúng dường vô số Phật trăm ngàn dạng ức Đức Thế Tôn, để ngươi sắp đạt đạo vô thượng, cớ sao bảo ta dối chúng sinh, ta ban cho ngươi sức nhớ nghĩ. Lắng tâm tự quán biết thân mình. Nghe vậy, đại thần Giới Thê tự quan sát tiền thân của mình, biết rõ mình từng phát tâm Bồ Đề cũng dường vô số Phật, nên tỏ vẻ xấu hổ, cúi lại Như Lai, tỏ lòng sám hối thưa: Thế Tôn, con đã nhớ rõ ngày xưa từng phát tâm Bồ Đề cũng dường vô số Phật, nghe pháp vi diệu, tu sáu pháp Ba La Mật. Thế Tôn, Thế Phật Ca Diếp có một tỳ kheo nói pháp thanh văn, con đã không suy xét, cho đó không phải là lời Phật, là lời của ma. Tỳ kheo ấy đã phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát. Chính vì thế Đức Ca Diếp đã không thọ ký cho con. Cũng vì việc ấy, con sinh vào cõi ma, thọ thân ma, đã 57.000 ức năm. Thế Tôn, thà chịu khổ nơi địa ngục suốt ngần ấy năm, con quyết không thoái tâm Bồ Đề. Phật nói: lành thay, lành thay. Đại thần, phước đức của người cũng dường bảy báu lên vô số Phật không bằng phước đức người phát tâm Bồ Đề. Vì sao? Vì phát tâm Bồ Đề là cúng dường cho Phật khắp mười phương. Nghe vậy, Giới Thê đạt nhẫn pháp rời chỗ ngồi cúi lại Phật, đi quanh chỗ Phật ba dòng, dâng y lên trên cúng Phật. Bốn dạng 4.000 quyến thuộc cũng đều như thế. Thấy đại thần Giới Thê và quyến thuộc đều quy y Phật, ba tuần càng sầu khổ, đóng chặt cửa phòng, ngồi im. Lúc đó Đức Phật giảng ba hạnh từ cho đại chúng: sinh duyên, pháp duyên, không duyên, như ở phần hư không mục trên. Bây giờ tất cả chúng trời rồng đã đến núi Khư Lê Đễ, muốn đi lại nhưng không thể nào đi được. Bốn hiện thân to lớn là không làm được, chúng liền tâu giới Long Dương Nan Đà, Bà Nan Đà, Đại Dương: các xác chết hiện có trong cuốn rồng là do ba tuần làm. Chỉ theo chúng con, chúng ta đến cùng đến núi này, phải thọ thân nhỏ bé. Nếu chúng ta quy y ba tuần, chắc sẽ được giải thoát. Long Dương Y La Bạc là bảo: ba tuần hiện đang loạn tâm, mất hết thần thông, làm sao có được các ngươi? Nghe vậy các rồng hoặc quy y Tứ Thiên Dương, hoặc nương tựa Đao Lợi Thiên, Dị Ma Thiên, Hóa Lạc Thiên, Đầu Xuất Thiên, Thảo Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Thiên, Hải Long Vương nói: các ngươi không thấy Đức Thích Ca sao? Tất cả thánh hiền trời người đều cúng dường nương tựa nơi Như Lai. Lúc này các rồng hoặc quy y tiên nhân Na Trà, hoặc quy y tiên nhân Mã Tàn và các tiên nhân Quảng Vị, Bạc Gia Bà, năm tiên nhân này đã chứng năm thông, cùng trụ trên núi tuyết, hiện đang ở chỗ tiên nhân Quang Vị nghe pháp. Quang Vị cũng luôn ca ngợi Như Lai. Nghe tiếng của loài rồng, các tiên nhân thưa với Quang Vị: ông có nghe tiếng khóc của loài rồng không? Đã nghe, xin hãy đến đó cứu chúng. Các vị hãy đi, tôi không đi được. Vì sao? Vì hiện có vị đại thiên muốn nghe, học về tâm tự không chuyên. Bốn tiên nhân từ biệt tiên nhân Quang Vị đến núi Khư La Đễ cứu loài rồng. Thế các tiên loài rồng khóc lóc cầu cứu. Bốn tiên nhân đáp: chúng ta không thể cứu. Hiện có Bồ Tát Quang Vị đang ở trên núi tuyết, vì này mới cứu được các ngươi. Các ngươi hãy thành tâm cầu cứu.
Các loài rồng làm theo, nghe tiếng kêu cứu, tiên nhân quan dị và chư thiên đi đến núi Khư La Đệ. Các loài rồng trông thấy tiên nhân đều cúi lại, xin cầu cứu. Bồ Tát quan dị biết đã hợp thời và nói về các sao. Long Dương Đại Hải thưa. Đại sĩ A Dạ nói về các tinh tú đó, tinh tú nào lớn, tinh tú nào nhỏ, cái gì là mặt trời, mặt trăng, trong hệ mặt trời, sao nào ở trước, thế nào là trăng tròn, thế nào là hợp thời, các tinh tú đó thuộc cõi trời nào, tánh ra sao, cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái nào thiện, cái nào ác, cái nào lấy, cái nào cho, cái nào về ban ngày, cái nào về ban đêm, bóng dài hay ngắn, cái nào xoay về hướng nam, cái nào xoay về hướng bắc. Đại sĩ là tiên nhân giỏi nhất, xin phân biệt giảng rõ. Bồ Tát Quan Dị bảo, các Long Dương đầu thời hiền kiếp thuộc quá khứ, có thành Chiên Đề Chiên, vua nơi thành ấy tên Vô Lượng Tịnh, cai trị nước bằng chánh pháp, không tham dục lạc, thích nhẹ nhàng tịnh, thông minh tài trí. Một hôm vua cùng phu nhân chúa ngoại trong một khu trần, vì tâm dục phu nhân nhìn vua liền mang thai. Đủ ngày tháng, phu nhân sinh ra một đứa con, tai mắt môi giống con lừa, còn các phần khác thì như người. Thấy vậy, phu nhân rất sợ, do quăng đứa bé vào nhà xí. Lúc đứa bé chưa rơi xuống đất, có quỷ hình lừa bế đứa bé lên núi tuyết, chăm sóc nuôi nấng như con. Trong núi tuyết có nhiều loài cây thuốc, quỷ thường hái để nuôi đứa bé. Đứa bé ăn cây thuốc nên thân tướng thay đổi, thân sắc trang nghiêm, đủ cả phước trí, được chư thiên tôn kính cúng dường ca ngợi. Do đó, do có đứa bé nên trong núi tuyết là có rất nhiều cây trái quý. Đứa bé tuy chuyển thân trang nghiêm nhưng môi vẫn còn hình lừa, nên có tên là tiên nhân môi lừa. Đã suốt 6 vạn năm, tiên nhân thọ trì giới cấm, thường đứng một chân, phàm thiên, ma thiên, đế thích thường cúng dường, lại hỏi tiên nhân cần gì, nguyện đáp ứng theo khả năng. Tiên nhân đáp, ta muốn biết về các ngôi sao, ta thương yêu chúng sinh. Chủ thiên nói, nếu gì thương yêu chúng sinh mà cần biết về các ngôi sao, xin giảng rõ. Tiên nhân bảo, phạm thiên, ta thật không hiểu về các tinh tú ban đầu. Lúc giảng pháp này, các Long Dương rất vui thích tiên nhân Quan Dị. Bồ Tát Quan Dị lại phát ra âm thanh chia diệu, ngợi khen Tam Bảo để các Long Dương biết. Lại nói, ta thật không thể cứu các ngươi, chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới cứu được. Vì điều phục chúng sinh, Đức Thích Ca trải qua vô số kiếp đã từ bỏ các thứ vật báu, tu tập từ bi, cứu thoát mọi khổ não nơi chúng sinh. Nghe vậy tất cả rồng đều chuyên tâm niệm Phật, ngợi khen quy y, Nam Mô Phật. Bậc tối thắng trong chúng sinh, tự tại trong các pháp, đạt giải thoát, cứu thoát mọi khổ não của chúng sinh, đem đến niềm vui cho mọi loài, tâm luôn bình đẳng thương yêu, chỉ dạy chánh pháp cho chúng sinh. Được trời người cúng dường, kham nhận vật cúng phế diệu của mười phương. Thế Tôn, chúng con đang chịu nhiều khổ não, xin Như Lai rủ chút lòng từ của vớt chúng con. Sau khi niệm Phật, các Long Dương đều biến thân như cũ. Bồ Tát Quan Dị bảo, công đức của Như Lai là không thể nghĩ bàn, vì chúng sinh Như Lai trải vô số kiếp hành pháp sáu pháp ba la mật, giảng từ bi, địa phục chúng sinh. Chỉ dạy pháp không ngã, không tạo tác, nêu rõ các phiền não của bốn đại, ấm giới nhập, tánh của phiền não và chúng sinh. Chỉ dạy pháp không tánh, không tướng, không ngại tạo tác, sạch nhờ tối sáng, lấy bỏ, đi, dừng, một, hai, ấm giới nhập, bốn đại đều tế. Đó là nghĩa không đệ nhất, vì thế Như Lai giáo hóa chúng sinh là đấng tối tôn, có thể cứu vớt khổ não của các ngươi. Phẩm cứu đồng thứ sáu. Khi ấy, Đức Phật bảo Bồ Tát Quan Dị, Thiện Nam, ông có muốn nghe về nghiệp của loài rồng không? Bồ Tát Quan Dị thưa, Thế Tôn, giờ đã đúng thời, xin Như Lai giảng nói. Phật nói, hay thay, Thiện Nam, hãy lắng nghe, ta sẽ giảng rõ. Ngay vậy, tất cả trời người đều dâng hoa hương, trổ nhạc cúng dường Phật. Lúc đó Đức Phật, vô số Bồ Tát thanh văn trời người, đều rời khỏi nước Ma Già Đà đến núi Tu Di. Phạm Thiên đặt bảy tòa, bảy báu, cúng Phật, làm đường bảy báu để Phật đi. Phạm Vương thưa, xin Như Lai đi trên đường này, ngồi tòa này, tha hóa từ tại thiên dùng báu diêm phù đàn na làm tòa và đường đi lại thưa, xin Như Lai đi trên được đường con làm, và ngồi trên nơi tòa này. Chư thiên cõi hóa lạc lại dùng dàn cõi trời làm tòa đường đi lại thưa, xin Như Lai đi trên đường con làm và ngồi trên tòa của chúng con. Chư thiên cõi đau xuất đà dùng ba cõi trời làm đường đi và tòa ngồi. Dạ ma thiên dùng lưu ly làm đường và tòa ngồi. Lại thưa,
Xin Như Lai đi trên đường cho chúng con làm và ngồi trên tòa của chúng con. Đao Lợi Thiên dùng trân châu làm đường và tòa ngồi lại thưa: Xin Như Lai đi trên đường cho chúng con làm và ngồi trên tòa của chúng con. Bốn A-tô-la dùng chiên đàn làm đường và tòa ngồi lại thưa: Xin Như Lai đi trên đường của chúng con làm và ngồi trên tòa của chúng con. Vì thương xót tất cả nên Như Lai hóa hiện trên mỗi đường và mỗi ngồi tòa đều có Phật. Chân thân của Phật an tọa trên tòa và đi trên đường của Phạm Thiên. Bên các đức Phật hóa đều có vô số Bồ Tát Thanh Văn, có vô số ánh sáng như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Thấy Phật hóa, các loài rồng đều chúi mừng cung kính thưa. Núi Tu Di hiện có cả 100.000 mặt trăng mặt trời. Long Vương Nan Đà, bà Nan Đà nói, đức Phật cùng vô số Phạm Thiên đến núi Tu Di. Ánh sáng đó không phải là ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Nếu muốn giải thoát, các ngươi hãy chuyên tâm niệm Phật. Như Lai đã dứt trừ vô minh nên có ánh sáng như vậy. Long Vương Ana Bà Đạt Đa nói, ánh sáng đó là của ma, không phải của Phật. Vì sao? Vì tất cả cõi dục đều thuộc ba ma ba tuần. Ba tuần là mọi việc ác, nhưng vì thương xót nên đã cứu các loài rồng. Có rồng nói, đó là ánh sáng cõi hóa tự tại, hóa lạc, đau xúc đà, dạ ma, đau lợi tôi thiên dương. Vì thương xót nên cứu loài rồng thoát khổ. Long Vương Thiện Trụ nói, ánh sáng này là của Bồ Tát Quan Dị, vì thương xót nên cứu loài rồng thoát khổ. Long Dương Bảo Kế nói, ánh sáng đó là của các bậc đại đức xuất gia học Phật, vì thương xót nên cứu khổ loài rồng. Hạ Long Dương nói, ánh sáng đó là của Đức Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai thương xót chúng sinh như con một, cứu thoát khổ não của mọi chúng sinh, trải vô số kiếp hành sáu pháp ba la mật, được chư thiên cận dục sắc cúng dường. Lúc ấy Đức Phật bảo Đế Thích Kiều Thi Ca, ta đến cõi Ta Bà là để giáo hóa chúng sinh, như ông ở cõi Tam Thập Tam là để độ chư thiên. Đế Thích thưa, Thế Tôn, con chưa đủ trí lớn, làm sao độ chư thiên? Thế Tôn, ở núi Tu Di có vô số chư thiên, Phạm Thiên, Quỷ Thần, Càn Tát Bà, Khẩn Na La, Ca Lâu La, A Tu La, Ma Hầu La Già, Rồng, Đại Tiên, Thánh Nhân. Xin Như Lai thương xót hóa độ tất cả. Đức Phật mỉm cười, vô số ánh sáng từ kim khẩu Phật phóng ra với đủ màu sắc soi chiếu cả mười phương. Hơn ánh sáng của vô lượng ức Phạm Thiên, Đế Thích, mặt trời mặt trăng, có thể diệt trừ tất cả nghiệp ma. Đức Phật bảo Đế Thích. Kiều Thi Ca, trong tất cả núi ở thế giới Ta Bà, núi Tu Di là hơn hết. Cũng thế trong tất cả chúng sinh, Như Lai là hơn hết. Nghe vậy tất cả Long Dương đều thưa Phật. Thế Tôn, xin Như Lai thương xót cứu chúng con thoát khổ. Phật nói, các thiện nam, các người hãy chuyên tâm niệm Phật, ta sẽ cứu độ. Bây giờ, Đức Phật bảo tôn giả Kiều Trần Như, âm thanh ấy vang khắp mười phương thế giới. Kiều Trần Như, tất cả các pháp đều vô thường, vì sao? Vì do duyên sinh, pháp do duyên sinh là khổ, là út nhọt, có sinh sẽ có già chết, thuộc sinh diệt. Kiều Trần Như, mắt là vô thường, là khổ, là út nhọt, dẫn đến già chết, thuộc sinh diệt, cho đến ý cũng vậy. Kiều Trần Như, mắt diệt thì sinh già, bệnh chết diệt, ý cũng vậy. Chúng sinh không biết sự sinh diệt của mắt nên trôi lăn trong năm đường. Như Lai giảng chánh pháp để giúp chúng sinh thấy rõ thoát khổ. Vì thế Như Lai là đại phạm trong phạm thiên, đại thiên trong chư thiên, do Chúa trong loài người, đại sa môn trong hàng sa môn, đại bà la môn trong hàng bà la môn, đại từ đại bi trong từ bi, đại trượng phu tối tôn, đại vật biện sinh tử là ruộng phước lớn, là thế chủ bậc nhất, là đấng vua pháp với tâm bình đẳng, giữ gìn tịnh giới, siêng năng tu tập phạm hạnh, hiểu đạo chánh, là đạo đại đạo sư hiểu rõ mọi hành nghiệp. Kiều Trần Như, hiểu sự sinh diệt của mắt là Như Lai, không biết là phàm phu, vì sao? Vì tất cả chúng sinh thấy có ngã, nên không thấy tướng sinh diệt của mắt. Trở lăn trong đám đường, Kiều Trần Như có nhà ngoại đạo cho thấy biết mắt ý là ngã, là nói mắt là sự hướng nhìn, ngã là thấy, đó là điên đảo. Vì sao? Vì thấy là sự hòa hợp. Từ trong sự hòa hợp chấp có ngã nên là điên đảo. Nếu cho mắt là hướng nhìn, ngã là thấy thì không đúng. Vì sao? Vì sự thấy đó vừa thấy, nghe, biết, xúc chạm, mắt không như vậy nên sự thấy không có ngã. Nhìn lâu sẽ thấy rõ. Nhưng mắt không thể như thế, ngã là thường. Nếu ngã thấy nghe thì vô thường, đã là vô thường làm sao có ngã. Kiều Đoàn Như, vì điên đảo chúng sinh không thấy bốn đế. Như Lai thấy rõ sự điên đảo ấy nên là bậc chánh trí. Ngã là Như Lai, ai biết như vậy sẽ đoạn tướng điên đảo, trừ nghiệp ma, cứu thoát loài rồng. Kiều Trần Như, vì thế ta có thể cứu được loài rồng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.